Không biết đây có phải là trang mật ong của anh Hưng Vlog không? Mà bà mình mở ra bên trong toàn là đường. Hôm qua thì mình có thấy thằng Cường Diamond làm video để phân biệt mật ong. Nay thì mình cũng có bỏ ra để kiểm tra xem. Đầu tiên là mình thử với nước trước. Nếu như là mật ong thật thì khi mình rót vào, mật ong sẽ không để tan trong nước được. Còn cái chai này khi mình rót vào thì bên trong toàn là đường thôi. Tiếp đó mình sẽ thử với cả khăn giấy. Nếu như nó là mật ong giả thì bên trong rất là loãng và thấm nhanh qua khăn giấy. Ui ôi, ghê chưa các bạn ơi? Đây đúng là mật ong làm từ đường rồi. Không biết là bà mình mua ở đâu nữa. Trừ cái chai mật ong này, mình thấy đâu có giống chai mật ong của anh Hưng Vlog đâu. Còn anh Hưng Vlog có bán mật ong làm từ đường hay không thì mình không biết. Mọi người mà mua hàng rồi thì kiểm tra xem sao thật hay là giả, biết ngay mà.